Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là một nick VIP 6 mà mình được mượn được của một người bạn của mình để review cho các bạn. Ở video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn những highlight những trường chuyên đỉnh cao trong đấu trường. Còn ở video này thì mình sẽ gửi đến các bạn review một số những tượng VIP trong đội hình của người này. Hiện tại thì bạn này đang là VIP 6 nha các bạn và đang top một đấu trường. Bây giờ đang top 1 đấu trường nha các bạn. Đội hình hiện tại là Bá Kỳ, Kiều Vân và Chân Cơ. Theo như phỏng vấn từ đài truyền hình thì người trả lời đang muốn kiếm thêm một con kỳ cuối cùng để hoàn thành kiếm 5 kỳ các bạn. Ngũ mã phân tay. Tuy nhiên trong đội hình kỳ là con Tam Hảo là con gọi là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Các bạn hãy kỳ đáng ngồi ổn nha. Tăng toàn bộ đội kỳ binh sát thương vật lý và sát thương khác là kinh khủng các bạn. Kỹ năng thứ hai là trị liệu toàn bộ hạt kỳ binh beta, đồng thời là cái toàn bộ địch sát thương. Một kỹ năng mà có thể nói là bả đạo. Kỹ năng thứ ba đó là khích lệ tượng HP thấp nhất beta, giúp tượng không bị tử vong trong giai đoạn ngắn, như vậy là giúp con tượng này bất tử trong một giai đoạn thôi các bạn. Kỹ năng cực kỳ mạnh thưa các bạn. Như vậy là với 3 kỹ năng này thì con Tào Tháo nó như kiểu siêu nhân vậy các bạn. Kỹ năng thứ tư, tăng mạnh thủ vật lý cho tự nguy phép bên ta. 4 kỹ năng của Tào Tháo có thể nói là cực mạnh thưa các bạn. Có khủng khiếp. Có đây thêm phụ của nó. Tăng sao, chảo sao. Tăng. Như vậy là một con Tào Tháo này mang danh là kỳ, nhưng thực ra con nó dùng cái con tượng bổ trợ cực mạnh thưa các bạn. Tư quá khủng khiếp nhân con Tào Tháo này. Nhưng tất nhiên là nó là chủ tướng của quân Ngụy thì nó cực kỳ hiếm. Và vậy rất tốn kém thì các bạn mới nâng được 3 sao như vậy. Triều Vân này thì cũng như bạn chơi rồi, nhưng mình chỉ thường có cho các bạn chỉ số mà thôi. Con Triều Vân này nó tăng mạnh khi mà sao nó tăng, tại vì ở skill nhất này nó có đánh nhiều lần khi mà sao tăng lên. Đúng trát thì con này tạm được đặc kỳ. Đây là không phải những con chính, mình chỉ giới thiệu qua những con chính của team này thôi nha. Con Hào Uyên này, nếu các bạn xem video trước, video highlight trong những trường đấu trường thì con Hào Uyên đám gây đánh cao nhất, mặc dù nó chỉ 2 sao mà thôi. Bạn lấy tiếp 5 phạt đàn vào ra định thì bên công ra trận sẽ tăng chiến lực. Bạn đang ngồi qua một gương ngọt nhiên. Nếu như các bạn chơi game Liên Quân Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn biết con này giống như kiểu là con Tristana. Lúc này mình quên lên trình duyên. Duyên của những con này là tất nhiên là khi mà các bạn chơi kỳ thì nó kích tất cả duyên của nó thôi các bạn. Hiện tại trong game này có 5 kỳ mà thôi. Nếu như các bạn có đủ 5 con thì nó sẽ kích duyên khủng khiếp. Quay là duyên của con Tào Tháo nhé. Đây chúng ta có ý tiết kiếm nên là phải tăng trị lực thủ, tăng HP. Trương Liêu lúc này là Hào Yên rồi, kia Trương Liêu nhé. Con Trương Liêu này phải có nắm tướng kỳ đi cùng mạnh được thôi các bạn. Đi duyên của nó thì cũng thì có như vậy là cũng có lạ bộ nữa. Như vậy cần lạ bộ mới kết hoạt được cái duyên thủ vật lý của nó. Thương Rồi Long, mình nghĩ rằng người nhân vật này sẽ có khả năng có được Thương Rồi Long này trong sự kiện chiến đấu top. Chân Cơ, theo như tin bảo vệ thì chủ công này là tiệc Triều Vân, nên vẫn còn giữ lại Triều Vân ở Chân Cơ thôi các bạn. Khi nào mà đủ 5 kỳ thì sẽ chuyển sang hoàn toàn 5 kỳ. Nhưng
các bạn hãy tìm năm kia nó cũng rất hay nhá. Nó vừa có sở thích phép, vừa có sở thích vật lý, đi ai rất ngon, đi vượt sâu cũng rất ngon. Như vậy thì vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn về những con tướng khóc, chỉ số của các con tướng mà người top 1 đấu trường này. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về game này thì các bạn comment bên dưới nhé. Hoặc là các bạn muốn mình review gì thì các bạn cứ comment bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn đã.